Sky. Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Đồ này à? Đồ này thì lại đánh hắc ám rồi. Mày sinh ra đánh hắc ám rồi. Ui, đồ này sinh ra để đánh hắc ám rồi các bạn ơi. Đồ này sinh ra để đánh hắc ám rồi các bạn ơi. Trời ơi. Ok này. Brad này. Căng nhỉ. Mỗi Gindu 2 giờ đồ Gindu cũng không ăn thua lắm. Ok, cứ chơi nhá. Trời, biết đâu vòng sau ra con floor, mình đánh con floor. Quên. Tháo rồi. Blend. Giữ lại Amelie nhá. Giữ Amelie, biết đâu tí nữa có hội ấm hoàng, lấy hội ấm hoàng. Bán tạm cái này đi. Ok, trang bị. Ném sách truy hồn cho con Quillen không nhỉ? Ném sách truy hồn Quillen ok hơn, nó sẽ chém được nhiều. Ui, Quillen không kịp chém luôn kìa. Gindu ulti trưởng ra yếu quá. Chào rồi. Chọn nhầm tướng để ném đồ rồi. Mình lấy ăn ném hai này cho Quillen ngon hơn. Gindu chỉ cần cái thương. Chỉ là ném thương cho Quillen luôn được. À không không. Ê, bây giờ thắng thua quan trọng gì nữa đâu. Bán luôn bạn này đi nhé. Thương Quillen không nhỉ? Thương Quillen mình bế mình bạn ấy để một con AD ở dưới mà nó bế con AD mình lên thì nó hơi dở. Để Quillen xuống dưới để con bắt AD nhé. Ok này. Ngon, bắt được trúng con AD luôn. Mình ném này trước Quillen ngon. Quillen thực ra cũng chỉ cần 50 mana nó ulti luôn rồi, con Gindu cần 80. Ok. Ui này chắc đánh hắc ám thôi. Hắc ám trợ thủ hắc ám hoặc là nguyên tố hắc ám. Hay làm trận nguyên tố hắc ám nhỉ? Làm trận nguyên tố hắc ám đi, bởi vì lâu mình có hai clip trợ thủ mùa này rồi nhưng mà chưa có clip nào nguyên tố à. Lâu lâu không đánh nguyên tố các bạn nhớ. Mặc dù mình thấy nguyên tố mùa này có vẻ không khỏe bằng các mùa trước đâu. Biết do con nào bị nớp hay sao ấy, nhưng mà cảm giác nguyên tố nó yếu yếu hơn. Yếu yếu hơn một tí. Vẫn đánh được thôi, vẫn đánh được. Cảm giác được con voi không trâu như trước nữa. Nhưng mình vẫn cứ làm vít nhá, cứ làm con voi đi. Chứ voi con ở bản đôn đi. Đánh chạm Gindu đi. Để Gindu đã được nhỉ. Để Gindu nó thủ nhưng mà ra trận này mình thắng thua cũng chẳng quan trọng. Trận này mình thua cũng được. Thua còn lấy trang bị ngon hơn. Cái gì floor 22 kết này 4700 à. Thế 22 kết này cộng dồn à. Wow. Chứ cỏ cũng có nhiều nội tại của cái game này nó cộng dồn với nhau được chứ nhỉ.
hai kết cộng dồn. Lấy cái đồ kia cho con voi thì hợp hơn nhỉ. Late game thì hai kết nó sẽ khỏe hơn, nhưng mà buồn. À, tạm hai cái mắt này đi. Rắc này, Ziu. Ui, đánh hạng án cả đồng mình nguyên tố chắc luôn. Late game nhá, đánh late game đi. Cho thêm Ziu này vào, cho thêm nhà sát thủ. Bán hết đi. Còn gì không dùng bán hết đi. Còn Vera làm to thế. Còn còn 2 AT đấy. Đấy còn 2 AT lên mà không giết được nữa. Không chắc có bệnh. Ok, lên luôn này. Lên Brad này đi. Floor này, Rumble này. Sợ đánh 3 Noman được không nhỉ? Ok, 3 đồ cho Floor đã nhá. Cái này đi, 3 Noman tạm đi đã nhá. Để này. Ok. Banoman. Khá khỏe. Khá khỏe. Ui, con quỳ lên chém chuối ghê thế. Cầm mỗi sách truy hồn mà chém ghê vậy. Đây. Mọi người thua trận này cũng được. Mình vấn đề chịu thua 3. Full nguyên tố luôn này. Chifera này, Ziu này. Thì bán Noman đi nhé, đánh nguyên tố này. Ok, Ziu. Vậy thôi. Này là khá là ok rồi. Ném đồ cho để cái Quillen đi. Quillen nó đang Quillen 2, nó vẫn đang chém được. Khỏe quá, nguyên tố đầu game khỏe quá nên là không thua được. Đây, lên cấp sớm nhá, mình ngồi voi 2 luôn này. Quay thế nhỉ? Quay thế nhỉ? À, không cần đâu. Floor không cần. Thế lấy cái floor nhỉ, tự nhiên mình qua hơi tiếc. Floor biết đâu cần. Biết đâu lên floor 2 mình có đủ đồ cho floor mà. Floor 3 đồ đẹp mà. Nhưng mà lên floor 2 đánh floor 2 nhá. Đánh đàm. Voi mình cũng voi 2 rồi, mình ném cái để cho con voi cũng được. Từ từ đã nhá. Ui có thương nữa này. Thế thì bây giờ con rồng nó mắc ping luôn đấy. Rồng nó hơi mắc ping luôn đấy. Rôn phát này không có gì. Ok. Kha không an toàn lắm nhỉ. Này đi. Để cái con Azenka ở nhà đi. Tại vì mình không có con tướng nào ở nhà ấy. Thì mình cho bay hết lên ấy. Nó hơi nguy hiểm. Nên bảy tường đánh cho an toàn. Tập này mình chờ nó con rồng nữa rồi xong. Chờ nó con rồng là mình đủ luôn. Có hai kết, mình có sách, mình có à chưa có ngọc đại. Chưa ngọc đại. Hai thương rồi đấy, trận này không đánh rồng được thì hơi tiếc. Khỏe quá. Các bạn không làm gì được mình luôn. Khỏe quá, khỏe quá.
Rắc Gaia cho con voi nhá. Voi hai đồ rồi. Thành cấp thôi, cấp lên level 8 rồi roll rồng dễ. Thương thổi bên kia này, còn 12 con rồng, hai thương bên kia này. Để con này ở đây nhé, cho nó bắt nhé. Rắc lên bắt con lùm bùa này. Ngon này, chắc vẫn thua rồi. Vena khỏe. Ui, Vena 3 đồ kia, chịu. Voi Nacrop này. Ok, cho bạn này bay đi. Đừng cho con Azenka bay, Azenka mình ở lại. Ai đổi cho Nắc nhỉ? Nắc đang có hệ sát thủ. Ok. Trận này mình chơi rồng thôi. Thiếu mỗi rồng thôi mà. Piu. Dancino à. Phách. Xem một con lo mình rồi. Voi ulti được 2 phát này. Nặng ulti 1 phát thôi được. Ulti đi nặng. Ok. Ok. Ok, dọn hai kia là tốt rồi. Ui, cái đèn thế. Cái liềm. Bán thần này. Bán thần cũng được nhưng mà nếu mà thêm một tướng nữa thì mình sẽ bỏ con floor đi đánh bán thần nhé. Thêm một tướng là lên level 8 mình sẽ đánh hai bán thần, hai ám, bốn nguyên. Bỏ floor đây, cho floor ra bên này cho nó bay xuống dưới đáy nhá, thì để bên trái này nó sẽ bay xuống dưới đáy hơn bên phải sao. Ừ, đúng thật, bay xuống dưới đáy hơn. Xiên. Ok, hồi máu kìa. Toàn rồi, nhà trợ thủ này khỏe quá. Hôm nay trợ thủ thì khỏe quá. Đầu game thì trợ thủ nó khỏe hơn hắc nguyên tố nhiều nhá. Late game thì chưa biết. Late game thì nguyên tố khỏe hơn. Nhưng mà đấy là các mùa trước thôi, còn mùa này thì mình không biết, mình cảm giác mùa này nguyên tố có yếu kiểu gì. Hơi yếu. Không khỏe như trước nữa. Đánh người ta chỉ đánh khoảng 2 nguyên tố hay gì luôn. Chẳng đánh 4 nguyên tố nữa. Chúng ta cho tạm con Nacrot nhé. Ok, rồng nè. Ôi chị, bán đi rồng này, cứ tìm thêm một hắc ám. Không có hắc ám nhưng mà có bạn này, thế thì bán bạn bán thần đi. Cần bán thần thôi. Ờ, tìm con cáp này nhá. Rồng vẫn chưa thổi được luôn à. Ok, cho con cáp gánh tim tạm nữa vậy. Cho con rắc béo đâu. Ra cho con này đi. Đây, kết cho con rồng trong. Ok, này thôi. Ok. Tăng rồng mình phải đánh thường nhiều phát mới thổi được ấy. Cắt nhảy. Ok. Rồng đánh thường 4 phát như sao? 4 phát.
Sao thổi được là được rồi. Thổi được con rồng vẫn nhiều đam nhất luôn. Hay thương mà. Anh lấy cái dương đa dụng khi có đồ ngon hơn nhé. Thập đại pháp sư này. Pháp sư con rồng nhé. Ok. Đây là ngon rồi. Cái này thì dù tụi mất một đống máu nhưng mà cái này là ngon rồi. Chắc có vơi ba luôn. Omen này. Khóa con Omen lại nhé. Em đủ tướng rồi nhỉ. Năm mình lên 9 sớm luôn cũng được. Có tiền có von cát mất rồi. Lên 9 sớm. Lấy thêm slot tướng. Đây. Hai bạn hai bên này cho để phòng một thương cũng được. Cái này đi. Để này thương nó bắt Lumbua mình thôi nhưng nó không bắt. Giữ con nắc lại. Von cát. Bên thì von cát gánh, một bên rồng gánh. Đây. Lên 9 thôi. Cái nhẫn chờ lên 9 thôi là xong. Cho luôn vào cũng được nhưng mà mình có von cát. Cát khỏe hơn, tanh ok hơn, đạm ok hơn. Có để tạm này thôi. Dịu dàng với em. Thôi đẹp quá. Thôi thế mà không ai nghèo nhỉ. À đây nghèo rồi. Đấy như bất tử hay sao ấy. Không nghèo. Đấm này. Đấm nè. Đánh đội hình này mình thấy chứ chửi thì sao. Hồi buổi trước mình đánh đội hình này khá là nhiều. Đến trận nào cũng đánh nguyên tố hắc ám luôn. Hồi buổi trước nó khỏe. Đánh đội hình này cũng không cần suy nghĩ nhiều ấy. Đánh đội hình mới mình sẽ phải nghĩ xem là kiểu đánh con gì tiếp theo, đánh con tướng gì, đánh con tướng gì. Những ngày này mình cần nghĩ nhiều lắm, mình chỉ cần cứ thấy tướng là pick thôi. Thấy tướng là cầm thôi. Bế quả đẹp quá này. Cái này chắc toang rồi. Mà lốc nhỉ. Hay à? Sao hay vậy? Không sao voi ulti được ngon. Là ngày anh đến ngoài đường phố đông. Lần sau mình lên được. Sau mình lên 9 nhá. Bốn con rồng bum 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 bum. Numbers is xíu dàng với em. Ui, đại lắm. Rồng. Ok. Lên luôn nhé. Cho cái mô men này vào đã xong. Này thì ném cho con nắc rock nhé. Ok, không có gì. Cái này ngồi chờ xem ai thắng ai thua rồi chứ. Chờ nó còn phải 3 nữa. Floor này xuống hơi nguy hiểm nhỉ.
thế giới nó floor thôi. Đang chết một vài nhà mà cầm thương mình sẽ ném được con rồng vào góc nhé. Các ném con rồng vào góc mà an toàn hơn, để con rồng đứng ngoài hơi nguy hiểm. À, nhảy đau phết nhỉ. Đau đấy. 5 con voi. Bạn này teo rồi này, bạn này có teo thì mình lại có thêm voi thôi, bạn này đang cầm voi mình mà. Có nhiều AD không? À, bạn này thú à. Rồi, lấy được phép thì kệ bạn này. Mọi, mọi, ở trên ca voi nữa này. Ok, nhiều voi lắm. Còn nhiều voi lắm. Nacrot. Tại cho Nacrot đấy nhá. Ok. Hết thương rồi này. Thế mình để con rồng vào góc đi. Con rồng vào góc là an toàn. Trời đẹp luôn này. Bạn trợ thủ gặp con rồng cầm sách truy hồn của mình thì chắc sợ chết khiếp rồi. Để một con voi. Chắc trận này lên được voi 3 thôi. Cứ đồn chiêu chiêu cũng lên. Dan Snow cứng nhở. Dan Snow từ nãy giờ chưa mất máu nào hay sao ấy. Darkrot này, lên luôn đi. Không có gì. Vua em bán được một con tướng. Nó cót bay xuống à. Cát bay xuống góc kia. Thương góc này. Không sợ lắm. Cái này đi. Để cho hai bạn sát thủ kia bạn ấy xuống lại chém vào con lúc bùa mình nhé. Đó, xin lưng mua mình đi. Đúng rồi, xin lưng mua tao đi. Ui. Trời ơi. Trời ơi, rồng mình bị delay 8 giây mà nó vẫn bắn được kìa. Trời ơi, Dan ơi. Dan nhá, mình chấp bạn 8 giây con rồng của mình nhá. U sổ hồi Dan ơi. Mình chấp bạn 8 giây con rồng mình nó mới thổi. Ôi trời ơi. Đau xót cho bạn quá. Ok. Con cát này. Bán đi. Bán thêm con nữa. Ok. Lên chiêu chiêu ơi, mình cứ giữ vàng thôi. Chưa thấy có dấu hiệu thua thế nào. Đánh giữ vàng không chiêu chiêu được. Hai sát thủ hai bên. Sột này teo ơi. Buồn của bạn. Có thể làm đi nữa. Mỗi một con rồng. Hai con nắc. Đánh nhiều nguyên tố hắc ám quá không? Đánh nhiều hắc ám quá. Lu chăng? Maybe Illu chăng? Tạm Malok cho bạn kia đỡ phải roll Malok nhá. Cầm tạm Malok bạn ấy một tí đỡ nguy hiểm. Rẻ. Ô, bạn này mới có 3 Malok thôi. Khó lên nhỉ. Thế thôi nhà mà lúc cho bạn ấy lên một tí vậy. Một tí bạn ấy vào mồm mình. À đây đi rắc đi rồi. À, khóa lại đây nhá.
thêm tướng thì thêm gì, thêm con rồng nữa chăng? Mình có hai thương, có ngọc đại, thêm cái rồng mình được không? Thì đắc này, 1 2 3 thêm con rồng này. Anh nghịch phát nhỉ, mình đang thắng mà nghịch phát được ấy, mình có sách thắng nhỉ. Nghịch này cho con voi nhé, nghịch phát đây, cho con rồng bay xuống này. Rồi, chính là nó đấy. Chính là nó đấy. Ok, cho con rồng bay xuống. Để cho con cát để đứng đây. Đó, người thử phát làm sao nhé. Con rồng bay xuống nhé. Vì mình thấy ra con rồng thổi góc dưới đáy cũng đẹp, cũng thổi ngang được. Gặp một vài bạn thổi ngang được. Nắp còn hai con hơi khó lên. Chẳng có gì. Đó, rồng mình thổi ngang, thổi ba bạn đi. Ngon phết. Ai à, không xả máy quá bạn tèm. Đây mà mình lấy mình soi cũng được bạn này thôi chứ. Còn lại thì các nhà kia rồng thổi ngãng không đẹp lắm đâu, nên là đổi con rồng xuống dưới nhá. Cho con rồng ba đồ đi. Rồng hai rồng, mỗi rồng ba đồ. Thêm sách. Ok. Hai rồng, mỗi rồng ba đồ. Voi này, cát này, không có thêm con voi nào nhỉ? Voi mình đâu? Không có voi các bạn ơi. Sát thủ bay xuống này. Ok, thôi. Không có voi, tiếp con voi. Ôi dồi, mình thổi được con cát kìa, nhưng mà mình không có, mình con cát mình chết thì mình không xử được con ma lốc. Đan Snow, Đan Snow bị mình mới vả rồi, trời ơi Đan Snow ơi, Đan Snow ơi, Đan Snow làm mình buồn quá bạn. Đan Snow ơi, buồn quá. Ok. Hai bạn kia đều đang cầm hắc áp của mình. Tướng mà lên. Lên con rồng 2. Đây rồi, voi rồi. Ok. Mình vừa gặp bạn Trung đúng không? Khả năng mình gặp bạn Đan. Mình đổi sang bên này nhá. Sang bên này mình chơi bạn Đan nhé. Chắc mình không sợ bạn Đan lắm. Thì mình vừa vả Đan xong. Thôi mình hay mình chạy bạn, mình chạy bạn kia đi. Chạy bạn này đi. Ngồi, 3. Chắc Dan Snow à? Dan Snow thì mình cũng vả thôi. Dan Snow không sợ lắm, bởi vì bạn Dan Snow lại đánh cái gì ấy? Cùng chiến à? Tôi không sợ bạn Dan Snow lắm. Ô bạn này này vào mình à? Căng nhỉ. Căng nhỉ. Bán luôn đi. Bán luôn tìm tướng nhá. Bán tìm con rồng. Cát. Ừ, con cát mình còn chưa có đồ cho con cát nữa. Chưa có cái cây xong rồi. Ok, hai dòng thổi hai bên. Ui, thổi xấu rồi. Khỏe thế nhở. Con cát mình không có đồ, mình không đứng tanh được cho team mình xuống à, cho team mình thủ. Mình vừa bán mất 3 phát nghỉ viện xong nhưng mà chắc không có ra thẻ trang sao. Nếu mà ra thẻ trang sao thì hơi đen, nhưng mà ra thẻ trang sao thì mình cũng đánh hai rồng thôi. Vậy mình mong con rồng 2 mình ngon.
tạo này. Luôn phát. Chẳng chỉnh sửa gì nữa. Cát mình không sống được, quên mất. Lẽ vừa nãy không lấy cái khách truy hồn này mà lấy thêm đồ mana cho con von cát. Khinh địch quá. Chắc mình sống được thêm tí. Ra sách thánh cho con cát là ngon này. Ra sách thánh cho con cát thì hơi cần lực đấy. Bán bốn tướng này lên mà lên 10 vàng thì lấy thêm 2 vàng thì cũng chưa chắc mình đã tìm được mấy con tướng 1 vàng này, sợ không đủ slot tướng mà lên mất. Nên khả năng mình cứ để này nhá. Sách rồi. Đồ này không cũng cát cũng chẳng nghĩa gì. Ôi giời ơi, sao mà sửa con cát kia ba đồ. Rồi, dây cuối thì khả năng mình cho con cát hay con cát đối đầu với nhau nhá. Cho con cát đối đầu với nhau xong rồi rồng mình cho con này lên trên nó thổi mình hướng là mình chéo con góc bên kia vậy. Ok. Nhảy sang đi. Ui còn na cót nó vẫn sống đi sang đây chém ạ. Khó chịu rồi. Hễ chịu rồi. Cái lên rồng 2 rồi. Lên rồng 2 rồi. Có rồng 2. Ok, ok. Vậy thôi, viết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới các cái đội hình mà các bạn muốn mình đánh tiếp nhé. Ôi, không lên được tinh anh 2. Alright, peace out. Bye bye.